Câu 1 tìm nguyên hàm. Câu A y bằng nguyên hàm của 10 log nơi b của x trừ 3. Giải, ta đặt u bằng log nơi b của x trừ 3 và dv bằng 10 dx. Suy được du nó sẽ bằng là 1 phần x trừ 3 dx và v nó bằng là 10 x. Vậy ta có y nó sẽ bằng u nhân v trừ cho v du. Y nó bằng u nhân v tức là 10 x nhân cho log nơi b của x trừ 3 trừ cho nguyên hàm của v du là nguyên hàm của 10 x chia x trừ 3. Này 10x chia x trừ 3 này ta chia ra thức thì ta sẽ được là 10 cộng cho 30 phần x trừ 3. Vậy y lúc này nó sẽ bằng 10x nhân cho log nơi b của x trừ 3 lại trừ cho là nguyên hàm của 10 cộng cho 30 phần x trừ 3. Từ đây thì ta sẽ có được y nó sẽ là 10x nhân cho log nơi b x trừ 3. Nguyên hàm của 10 là 10x, nguyên hàm của 30 phần x trừ 3 là 30 log thì đó có x trừ 3 ta bỏ vô, hoặc là thì nó là trừ 10x trừ 30 log trừ đó x trừ 3 và cộng c. Câu 2 tìm nguyên hàm. Câu A là y bằng nguyên hàm của 8 chia cho x nhân căn bậc 2 của log nơi b x cộng 5. Giải, ta đặt u bằng căn bậc 2 của x cộng 5 và ta bình phương hai vế thì u bình nó sẽ bằng log nơi b của x cộng 5. Đạo hàm, tiếp theo ta đạo hàm hai vế, đạo hàm u bình là 2 u du, đạo hàm của log nơi b x cộng 5 thì nó bằng 1 phần x dx. Đây ta thấy vào. Thấy vào thì y nó sẽ bằng là 16 u chia u, cái căn ta thấy bằng u, còn 1 phần x chính là 2 u du nhân 8 là 16 u du. Ta rút gọn thì ta còn lại nguyên hàm của 16. Và ta tính nguyên hàm của 16 là 16 u cộng c. Vậy y nó sẽ bằng là 16 nhân cho u đây là căn bậc 2 của log nơi b x cộng 5. Vậy y nó bằng 16 nhân căn bậc 2 của log nơi b x cộng 5 cộng c. Câu 3 tính tích phân. Câu A là tích phân từ 1 tới 2 của 4x cộng 29 chia x bình trừ x trừ 4. Giải, thì tích phân từ 1 tới 2 của 4x cộng 29 chia x bình trừ 3x trừ 4 để ta tách nó ra. Ta tách ra là tích phân từ 1 tới 2 của 9 phần x trừ 4 cộng cho trừ cho cộng cho trừ 5 phần x cộng 1. Thì ta lấy nguyên hàm của 9 phần x trừ 4 là 9 log nơi b trừ đó x trừ 4 và trừ cho 5 phần log nơi b trừ đó x cộng 1 còn là 1,2. Ta thế cận vào thì ta sẽ được là thế số 2 vào thì nó là 9 log 2 trừ 5 log 3. Thế 1 vào thì nó là 9 log 3 trừ 5 log 2, giữa hai cận dấu trừ. Vậy y nó bằng 14 log 2 trừ 14 log 3. Câu 4 tính tích phân. Câu A là tích phân từ tính tích phân. Câu A là y nó là tích phân từ âm 3 tới 1 của 5 lần ghép x cộng cho 8x. Biết câu A, biết cái này là tích phân từ 1 tới 4 ghép x nó bằng âm 9 và tích phân từ âm 3 đến 4 thì nó bằng là ghép x thì nó bằng 13. Vì tích phân từ âm 3 đến 1 ghép x cộng cho tích phân từ 1 tới 4 ghép x thì nó bằng tích phân từ âm 3 tới 4 ghép x. Từ đây thì ta thấy vào ta suy ra được là tích phân từ âm 3 tới 1 ghép x nó sẽ bằng 22. Vậy là y nó sẽ là 5 lần cái tích phân từ âm 3 tới 1 ghép x cộng cho là tích phân từ âm 3 đến 1 của 8x dx thì nó sẽ bằng 5 tích phân từ âm 3 tới 1 thì của fx thì nó bằng 22, tức là 5 nhân 2 cộng tích phân từ âm 3 đến 1 của 8x thì tích phân từ âm 3 đến 1 của 8x thì nó bằng âm 32. Vậy y nó bằng 5 nhân 22 cộng cho trừ 32 thì nó bằng 78. Câu 5 tính thể tích giới hạn bởi. Câu A là y bằng x phương trên 3 và y bằng x trụ x. Giải, ta có fx trừ gx thì nó bằng là x phương trừ 3 chia x, x phương chia 3 trừ x. Và ta cho fx trừ x bằng 0 thì ta tìm được hai cận đó là x bằng 0, x bằng 3. Vậy thể tích của nó là v nó bằng b tích phân cận đi từ a đến b tức là từ 0 tới 3 của tuyệt đối f bình trừ g bình. Thấy vào thì nó là v nó bằng b tích phân của từ 0 tới 3, b nhân tích phân từ 0 đến 3 trừ đối của x 4 nhân 9 trừ x bình. Vậy ta tính được v nó là 18 b phần 5. Câu 6 tính tích phân. Câu A là tích phân từ 1 tới 3 của x nhân cho e lấy từ x cộng căn bậc 3 của x bình trừ 1. Thì tích phân này ta giải bằng cách là ta nhân vào tách thành hai tích phân. Thì ta nhân vào tách thành hai tích phân thì y nó sẽ là tích phân từ 1 tới 3 của x nhân e x
cộng cho tích phân từ 1 tới 3 của x nhân căn 3 của x bình trừ 1. Thì đó là hai tích phân, đó là AB và ta tính từng tích phân. A là tích phân từ 1 tới 3 của x nhân ax và tích phân là ta giải bằng tích phân đặt u bằng x dv bằng ax dx. Thì A nó sẽ bằng là u nhân v là x nhân ax cộng 1 3 trừ cho v du, thì nó là 1 3 ax dx. Và ta thấy số và ta tính cuối cùng thì tích phân A là ta tính bằng 2 x 3. Còn tích phân B thì nó bằng là tích phân từ 1 tới 3 của x nhân căn bậc 3 x bình trừ 1, thì tích phân ta giải bằng cách đổi biến đặt u bằng căn bậc 3 của x bình trừ 1 và ta lý thừa 3 lên và ta đổi biến từ đổi cận, cuối cùng u B này nó sẽ bằng là tích phân từ 0 tới 2, cái căn ta thấy bằng u, còn cái x nhân dx thì nó bằng là 3 phần 2 u bình du. Thì tích phân tới đây thì ta bấm máy thì nó là tích phân nó bằng 6. Vậy y nó bằng a cộng b tức là 2 x 3 cộng 6. Câu 7, xét vị trí tuyệt đối của hai đường thẳng đó là d và delta. Thì đường thẳng d công trình là x trừ 2 chia 1 bằng y trừ 7 chia trừ 2 bằng z cộng 6 chia 5, và delta công trình là x trừ 1 chia 2 bằng y cộng 4 chia 3 bằng z trừ 9 chia trừ 8. Đấy. Ta có thẳng d có vectơ chiều phương của nó là 1 trừ 2 5 và có một điểm đó là điểm A tọa độ là 2 7 trừ 6. Đường thẳng delta thì có vectơ chiều phương của delta đó là 2 3 trừ 8 và trên thẳng delta có điểm B tọa độ là 1 trừ 49. Đầu tiên là ta có UD hữu hướng U delta thì là 1 18 7 và ta tính vectơ AB nó là lấy tọa độ B trừ A là âm 1 âm 11 15. Do là UD hữu hướng U delta nó là vectơ khác với từ 0, đồng thời là vectơ UD hữu hướng U delta nhưng vectơ AB nó cũng khác không, cho nên D và delta chéo nhau. Nếu như UD và U delta hữu hướng nhau nhưng cho vectơ AB nó bằng 0 thì lúc này D nó sẽ cắt delta. Câu 8, tính góc giữa D. Công trình là x trừ 2 chia 1 bằng y cộng 5 chia 2 bằng z trừ 8 chia 3 và thẳng delta. Delta đây công trình là x trừ 3 chia 1 bằng y trừ 4 chia trừ 1 bằng z cộng 5 chia 2. Đấy. Đường thẳng D nó có vectơ chiều phương là 1, 2, 3 và độ dài của vectơ UD nó là căn 14. Đường thẳng delta có vectơ chiều phương nó là 1, trừ 1, 2 và độ dài của vectơ U delta nó là căn 6. Đây đây thì ta có là tích vô hướng của UD với U delta, lấy 1 x 1 cộng 2 x 1 cộng trừ 3 x 2 thì là 7. Vậy góc giữa đường thẳng D và delta thì nó là trị tuyệt đối của UD nhân U delta, thì trị đối với trừ 7 là 7 chia cho độ dài của U delta nhân độ dài của UD thì nó là cos của 7 phần căn 14 nhân căn 6. Thôi bấm shift cos của cái này thì nó là góc nó là 40,2 độ. Câu 9, thì M phẩy đối xứng với M qua phẳng B. Thì M có tọa độ là 2 trừ 1 3 và phẳng B câu A là công trình là x cộng 5 y trừ 2 z trừ 21 bằng 0. Ta gọi A là chiếu của M lên B thì A sẽ có tọa độ là 2 cộng A trừ 1 cộng 5A và 3 trừ 2A. Ta thấy điểm A này vào phẳng B, ta bấm shift solve thì ta sẽ có được là thấy vào và ta bấm shift solve ta được là A là 1. Vậy hình chiếu của điểm M đến phẳng B có tọa độ là 3, 4, 1. Điểm M phẩy đối xứng với M qua phẳng B thì tọa độ M phẩy bằng 2 lần tọa độ A trừ cho tọa độ M. Vậy M phẩy tọa độ là 4, 9, 1. Câu 10 là tìm M phẩy đối xứng với M qua thẳng delta thì delta công trình là x trừ 2 chia 1 bằng y cộng 4 chia 3 bằng z trừ 5 chia trừ 2. Câu A là M tọa độ là 1, 4, 1, 5, 4. Giải. Ta gọi A là chiếu của M lên delta thì A có tọa độ là 2 cộng A trừ 4 cộng 3A 5 trừ 2A. Từ đây ta có vectơ MA lấy tọa độ A trừ M thì là 1 cộng A trừ 9 cộng 3A 1 trừ 2A. Do vectơ MA vuông góc với U delta cho nên tích vô hướng của vectơ MA và U delta bằng 0. Tích vô hướng tọa độ như nhau cộng lại và đồng thời ta bấm shift solve thì ta tìm được A bằng 2. Vậy hình chiếu của điểm M lên thẳng delta tọa độ là 4, 2, 1. Điểm M phải đối xứng với M qua delta thì tọa độ M phải bằng 2 là tọa độ A trừ cho tọa độ M. Vậy M phải có tọa độ là 3 trừ 1 trừ 2. Câu 11, viết phương trình của phẳng B đi qua điểm M và
dưới đường thẳng delta. Câu A là M tọa độ là 1 trừ 1, 2 và delta có công trình là x trừ 2 chia 3 bằng y trừ 4 chia trừ 1 bằng z cộng 5 chia 2. Giải. Ở đây thì trên thẳng delta nó có một cái điểm tôi gọi là điểm A, tọa độ là 2, 4 trừ 5 và ta tính vectơ MA để tọa độ A trừ M thì là 1, 5 trừ 7. Đường thẳng D thì có vectơ chỉ phương của nó tọa độ là 3 trừ 1, 2. Ta lấy hữu hướng của vectơ MA với UD thì ta được là 3 trừ 26 trừ 16. Vậy phương trình thẳng B đi qua điểm M trước delta nó sẽ có vectơ pháp tuyến chính là vectơ AB hữu hướng UD. Ở đây ta có phương trình thẳng B. Nó là 3 nhân cho x trừ 1 cộng trừ 23 cộng trừ 23 tức là trừ 23 nhân y trừ 1 y cộng 1 cộng trừ 16 tức là trừ 16 nhân z trừ 2 bằng 0. Ta nhân vào lúc gọn lại thì phương trình thẳng B nó sẽ là 3 x trừ 23 y trừ 16 z cộng 6 bằng 0. Câu 12. Viết phương trình thẳng delta đi qua điểm M. Delta cắt D1 và vuông góc với D2. D2 công trình là x trừ 4 chia 1 bằng y cộng 3 chia trừ 2 bằng z trừ 5 chia 3. Câu A là đường thẳng D1 công trình là x bằng 1 cộng t, y bằng trừ 8 cộng 5t, z bằng 7 trừ 2t. Và M có tọa độ là 3, 2, 8. Giải. Ta gọi A là giao điểm của delta với D1 thì A sẽ có tọa độ là 1 cộng A, trừ 8 cộng 5A và 7 trừ 2A. Từ đây ta có vectơ MA, lấy tọa độ A trừ M thì nó sẽ là trừ 2 cộng A, trừ 10 cộng 5A và trừ 1 trừ 2A. Do delta nó vuông góc với D2 cho nên vectơ chỉ phương của delta chính là MA, nó nhân cho vectơ U2 nó sẽ bằng 0. Ta delta này, ta nhân vuông góc với U2, vuông góc với D2 thì vectơ MA nhân U2 nó sẽ bằng 0. Delta ta nhân tương vô hướng là tọa độ như nhau cộng lại, ta bấm shift son thì A bằng 1. Từ đây ta có vectơ MA tọa độ là 1, 5, 3. Vậy phương trình thẳng delta đi qua điểm M có vectơ chỉ phương là MA tọa độ 103 thì phương trình tham số của nó là x bằng 3 cộng t, y bằng 2 cộng 5t và z bằng 8 cộng 3t. Câu 13, tìm tọa độ số y kép nó bằng là 2y nhân z trừ cho 3 cộng y nhân z liên hợp. Câu A là 1 trừ 2y nhân z trừ 3 cộng 5y nhân z liên hợp bằng 6 trừ 7y. Giải. Ta gọi z thì bằng a cộng bi và z liên hợp là a trừ bi. Ta thấy vào thì ta có là 1 trừ y nhân cho z tức là nhân a cộng bi trừ cho 3 cộng 5y nhân z liên hợp tức là nhân cho a trừ bi. Bên phải là 6 trừ 7, 37y viết lại. Thì này ta nhân vô thì a 1 nhân a là a, 1 nhân bi là bi trừ 2y nhân a là trừ 2y. Trừ 2y nhân bi là trừ 2bi phương tức là cộng 2b. Ta dấu trừ. Phía sau ta cũng làm tương tự. 3 nhân a là 3a, 3 nhân trừ bi là trừ 3bi. 5y nhân a là cộng 5y, 5y nhân trừ bi là trừ 5bi phương tức là cộng 5b. Bên phải là 6 trừ 7y. Thì với bên trái ta sắp xếp lại thành số phức là ta sắp xếp thành số phức và đây là hai số bằng nhau thì thật của thật ảo bằng ảo. Thì ta có là thật của bên trái là nó là trừ 2a trừ 3b, thật bên phải là 6. Bằng ảo bên trái là trừ 7a cộng 4b, bằng ảo bên phải là trừ 37. Ta giải hệ này, ta tìm được a bằng 4, b bằng trừ 3. Thì đây ta có z bằng 4 bằng 3 trừ 4y. Thế vào thì ta có v kép nó sẽ là 3 trừ 9y. Vậy v kép nó sẽ có tọa độ, hoành độ là 3, tung độ là trừ 9. Câu 14. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số z. Đây là tập hợp điểm biểu diễn số z là một đường tròn. Xác định tâm bán kính của đường tròn. Câu A là mô đun của 1 trừ y nhân z trừ 3 cộng 2y bằng 5. Đấy. Ta gọi z bằng x cộng y. Ta thấy vào nó là 1 trừ y nhân cho z tức là nhân x cộng y trừ 3 cộng 2y viết lại để lấy mô đun lấy bằng 5. Ở đây ta nhân vào thì ta được là x cộng y trừ cho x y cộng y trừ 3 cộng 2y viết lại thì ta có mô đun này bằng 5. Này sắp xếp lại thì được là x cộng y trừ 3 cộng y trừ x cộng 2 tất cả những y lấy mô đun nó bằng 5. Thì mô đun của số phức thì nó là thực bình cộng ảo bình, tức là ta được là căn bậc 2 của x cộng y trừ 3 bình cộng y trừ x cộng 2 bình nó bằng là 5. Ta bình phương hai vế, khai triển sắp xếp lại thì ta được nó là được tròn, nó là x bình cộng y bình trừ 5x trừ y trừ 6 bằng 0. Thì tập hợp điểm biểu diễn số z là một đường tròn và nó có tâm của nó là lấy hệ số trước y chia trừ 2 thì tọa độ tâm nó là 5 bằng 2 bằng 2.
Và bán kính R chính là căn bậc 2 của tọa độ tâm bình trừ số tự do, tức là căn bậc 2 của 5 phần 2 bình cộng 1 2 bình trừ cho 6 thì nó là trừ 6 thì nó là R, nó là 5 căn 2 phần 2. Câu 15, viết phương trình mà cầu S tâm Y tiếp xúc phẳng B. Câu A là Y tọa độ là 1 trừ 3 2 và B có phương trình là X cộng 2Y trừ 5Z trừ 5 bằng 0. Thì mặt cầu tâm Y tiếp xúc phẳng B thì có bán kính R chính là khoảng cách từ Y đến B. Khoảng cách từ Y đến B ta thấy tọa độ Y của B chia cho độ dài vectơ học tuyến của B. Thì ta tính được cái khoảng cách này là căn khoảng 10. Bài phương trình mà cầu S tâm Y tọa độ là 1 trừ 3 2 có bán kính R chính là khoảng cách từ Y đến B nó bằng căn 30. Thì phương trình của nó là X trừ 1 tất cả bình cộng y trừ 3 tất y cộng 3 tất cả bình cộng z trừ 2 tất cả bình bằng căn 30 bình. Ta khai triển sắp xếp lại thì phương trình S nó sẽ lấy bình cộng y bình cộng z bình trừ 2 x cộng 6 y trừ 4 z trừ 16 bằng 0. Câu 16, viết phương trình cầu S tâm y tiếp xúc bình thẳng delta. Câu A là y tọa độ là 2 trừ 1 4 và delta có phương trình là x trừ 1 chia 1 bằng y trừ 2 chia trừ 1 bằng z cộng 3 chia 2. Giải thì tên thẳng delta thì ta thấy là nó đi qua điểm A tọa độ là 1 2 trừ 3 và có tờ chỉ vuông u delta là 1 trừ 1 2. Từ đây ta có tờ AI lấy tọa độ y trừ A là 1 trừ 3 7 và AI hướng với u delta thì là âm 1 âm 5 âm 2. Khoảng cách từ y đến thẳng delta chính là bán kính của mặt cầu tiếp xúc thẳng delta và nó bằng độ dài của vector u delta hướng với AI chia cho độ dài của u delta. Thì cái khoảng cách này ta tính được là căn 5. Vậy phương trình mặt cầu nó là x trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 1 tất cả bình cộng z trừ 4 tất cả bình bằng căn 5 bình.